chung. Và khi các bạn có những cái phần bèo á, phần nhún vào cái tay của mình thì mình sẽ nữ tính và điệu đà hơn. À, chị là một cô gái rất là yêu cuộc sống của chính mình, dù có chuyện gì xảy ra thì cô ấy vẫn vui vẻ.